Tiên chung mà nó rơi vào trường hợp đó rất là thích. Thậm chí một bánh cuốn thì có một lệnh duy nhất thôi. Nói như đi một cây nến là mình ăn một nửa mình nhảy ra cũng được. Mình ăn một nửa lệnh thôi, một nửa lệnh mình nuôi tiếp. Gặp cái trường hợp đó mình bánh thay thử, thậm chí ngà bi tài khoản nó có 500 đô thôi, tài khoản nó vô 2 lót rưỡi, mọi người có tin không? Tài khoản 500 đô lúc bây giờ xuất hiện trường hợp đó nó nhận ra bay 2 lót rưỡi. Nó móc 500, nó ăn ăn 3-4 nghìn. Đấy cái đó là bị nó có cái sự mạo hiểm là gì? Nó rất dễ, nó kêu nháy về một đồng, hai đồng là cháy. Nhưng mà nó chấp nhận, khi xuất hiện nó tín hiệu nó rất là mạnh, rất là đẹp. Không có tội tình gì mà chấp nhận mình mạo hiểm với 500 đô à. Mình đang được mấy ngàn đô, tại sao mình không chơi? Mà cơ hội mà nó lại phá cản này rất là lớn nữa. Nó phải là cơ hội 50-50 đâu. Nó đánh trong bàn tay nó đánh thậm chí cái ngày mà nói thiệt á, con Hà Bí nó cháy tài khoản là chị hàng ngày. Mà nó cháy tài khoản 500 đô, 60 đô, nó ăn như ngày hôm qua, nó ăn như 5-6 nghìn đô. Mà chuyện thường của nó thôi. Cháy, lấy 500-600 khác bỏ vô. Không quan trọng, tại nó biết rằng nó chỉ mạo hiểm như đó, kỷ luật là vậy. Mà kịp nó ăn, mẹ tao phải cao 500 đồng thôi. Thậm chí ăn chưa tới 500, nó túc lót mình vẫn còn mấy chục đồng. À, lấy bỏ thêm như đủ 500 đánh tiếp. Đúng như lợn cái tới nơi luôn. Hôm qua nó nói như tới 8 lót, mọi người đến ăn bao nhiêu? Nó xem bằng đỉnh. Đây này, mình thấy cái cản động này, nó rất là lợi hại, cái cản nó rất là lớn á, cái khung thai càng lớn á. Nó chạm gần như nó mang này, đây là một trong những mô hình mà nó chụp hình cho nó này đúng không? Phước nó chụp đúng không? Đây nè, cái đầu này, hai chân nè, hai chân nè, đây là cái chân tiếp theo nè. Buộc cái vấn đề nó, buộc vấn đề nó suy tính là gì? Thị trường này, gần như nó này nè, nó sẽ về lại cái này nè. Một chân nè, hai chân này nó phải tạo cho xong là nó đánh thị trường về lại đây này. Để cho cân bằng cái thằng này nè, từ đây nè, từ giá này cho tới giá này 1.300 này. Giả sử là sale này mình sẽ kỳ vọng nó sẽ về là 1.300 để mấy, tại đêm mà hôm á là vàng nó 1.300 nó không phá nổi đúng không, mọi người nên chốt 1.302. Cái giá này á không phải là nhát chết nhát, mình cứ cài vô, nhưng mà tới thời điểm đó mình cứ mở em mà răng ra mình thóc lại, nó nhăn lên lại mình sell lại đúng chưa nè, nó đi xuống tại M tại C7 chốt M5 nhảy ra chuyển qua M15 M30 thì vô lệnh tiếp, vô lệnh đừng bao giờ vô M5 nha, M5 chỉ vô trong phiên chung, phiên chung tức là phiên Mỹ từ 7:15 cho tới 10 giờ. Mà hạn chế nên từ 7:15 á cho tới chừng 9:30 thôi là ngưng đi. Thời điểm mà nửa tiếng về sau á là thị trường nó nhẹ nó yếu này rồi. Cơ hội nó phá rất là khó. Thì làm sao mình tập, mình đặt cái nến của nó, mình theo nó liên tục. Mình theo mình ngồi canh từng cái nến một, ngồi rảnh uống cà phê rồi tháo mở ra hết lên. Rồi mày đi đâu tao đi theo đó. Mình nhìn qua này, làm cái đường xuống cái lệnh mình vẫn đặt lại đúng không? Mình có hai trường hợp. Mình hiện mình đang mở rồi đây. Bây giờ mình nói luôn để mọi người thực hành này. Để không luôn ăn cái khuôn sao yên tâm em, người ta đang giàu. Bây giờ trường hợp này nè. Chốt là và tốt hơn khi nào? Mình biết bài mở mình chuẩn bị bài bản chứ. Đánh cái gì cũng vậy, lợi mình còn đó, mình biết là mình một là chốt này, hai là tốt thêm, vậy mình phải đặt dấu hỏi, chốt và tốt thêm khi nào? Quan bây giờ giảm được chưa? Đố mọi người, cứ suy nghĩ. Giảm ngay bây giờ được chưa? Là một. Gì nữa? Nhìn cho kỹ nè. Cái động này
chiều qua nè, em 20 là một lẻ, cản động là một lẻ. Mình nói ưu tiên là gì? Cản động đó là cái chiêu đầu tiên cơ bản nhất phải học, nó là cái chiêu mạnh nhất trong thị trường. Nó là cái chiêu mạnh, nó chiêu quyết định của thị trường là cái cản động. Xe 5 ủng hộ, không có nghĩ là thằng xe 1 ủng hộ thì mình làm mình xe. Thị trường bây giờ nó chưa có thể xuất được. Tại sao? Thứ nhất đó là điều này, nó chưa mang cản động nè. Cái này hơn nữa, cái điều thứ hai nữa là này nó là M5, nó không phải là tín hiệu cho chúng ta vào thị trường. Nhớ nghe M5, cái C1 M5 nó còn chưa ảnh hưởng nhiều cũng chi là thằng C5 này. Tín hiệu nó rất là yếu, nó không đáng để mình tin. Mặc dù cơ hội xuống nó vẫn sẽ còn, nhưng nó không có đủ cao để mình tốt thêm. Không an toàn, không an toàn thì tội tình gì phải mà căng lời lớn. Còn một điều nữa, tại sao mình mở 6 cái chạy này, nó có cái lý do. Mọi người để ý này, GU bắt đầu tăng lại nè, EU bắt đầu tăng lại nè. Nó thể hiện là điều gì? UD bắt đầu giảm nè, UD giảm nhiều, mình khoan nó đi đi. Nó thể hiện là đồng gì? Đồng Mỹ nó bắt đầu mất giá nè, nó yếu nè. Đồng Mỹ mà yếu thì vàng thì nó giảm, nó thì có tăng đúng không nè. Nó sẽ cản trở chưa đi vàng xuống mạnh được. Yếu tố thứ hai là thằng Yên Nhật. Nhìn nè, mặc dù EU nó tăng, EU giảm, UD giảm, nó thể hiện là gì? Cái đồng Yên Nhật nó đang rất là mạnh. Xảy ra trường hợp này, mình nhảy qua mình xem tin đi. Gần như là tin ông Ukraine nó có cái điều gì đó, nó đang có cái điều gì đó, cái tin nào đó, nó đang, nhà đầu tư đang đổ vô nó mua đồng Yên Nhật. Muốn bán vàng, khoan đã, đây không phải là lúc thời điểm để chúng ta bán. Mình đi vô một lệnh theo trang chủ, mình cứ thua cũng không nhiều, mặc dù lệnh đang lãi đi, mình chuẩn bị tinh thần á, rồi máy không sell 0.05, đóng trên 13.075 chứ vô 0.1, đó là hai đọc bài đọc đi nhảy ra tôi cũng có tiền. Tâm lý mình rất là nhẹ nhàng, bài vỡ cũng bị sáng đâu á. Vậy là mình cứ chơi, còn nó phá hay đọc khi nào, sell khi nào, khi đây này, đây là M15 nè. M15 nghe, sell khi nào nó phát cái động này mới gọi là dám sell. Tại sao vậy? Đây là cái động này, cái mô hình này nè, cái nến này nè. Cây nến này nó không phải là cây nến quyết định tăng giá nha. Cây nến này nó mới là cây quyết định tăng giá nè. Nó thể hiện lực mua của cái vùng này. Cái động là gì? Nó là một vùng giá chứ không phải là một giá cứng nhắc. Cái vùng giá từ đây nè, trở xuống đây nó rất là quan trọng. Từ đây xuống đây bao nhiêu chúng ta phải lường trước. Nếu mà nó đóng dưới thằng này thì mình yên tâm, mình vào lịch xem. Thằng này nó đúng không? Nó bắn dưới thằng này nè, nó đồng bắn đòi hỏi dưới thằng này nè. Em ơi nè, trò chơi này mình phải nắm nó trong tay. Muốn bánh thêm, ok thôi chờ. Mặc dù lệnh trước ta lãi, tiếc quá, thằng nãy vô căng lên lệnh lớn chút ăn nhiều. Không, tôi không có chơi vậy, tôi bánh chắc ăn. Phải thì tôi ăn, không phải thì thôi. Đúng tín hiệu rất là mạnh, tôi vô lệnh lớn. Không đúng tín hiệu là yếu, tôi vô lệnh ít tôi chơi thôi. Cái này đánh lệnh này là đánh theo cái CDB là cái mặt trọng này. Mình sẽ buông cho tới đầu Mỹ cũng được, tới 7-15 cũng được, cũng chẳng sao. Mình biết rằng mặc dù tin phép nó mạnh đó, nhưng mà mình vẫn tin cái thằng Mai thằng này nó đúng. Thời điểm mình vô cũng đúng nè, 9:00-9:15 này đúng như nè. Thời điểm thứ hai là từ 12:45 cho tới 1:15. Vô mà giả sử vô trễ 10:00 thôi nè, khoe hả? Đã vô 10:00 thì tạm thời ngưng một bên đi. Đừng có vội là nhào theo, cứ canh 1:15, coi đúng nó lên đúng cái đó không, nó tại C7 hay không, C5 hay không, C1 hay không. Cất cản là bao nhiêu? Mình vô cái lệnh nó rất là an toàn. Nhắm mắt trường hợp mình biết đó, thằng Bí đang ngồi đó, nó treo 9.4 watt rồi đó. Nó thật là nó xe người đem, nó xe 4 watt. Mọi người cũng đừng ngạc nhiên, cái đấy là phước em, nó quăng cái lệnh 3 lệnh 3 lót là chuyện thường, mà nó đánh nhiều lót rất là tình thường. Mọi người nghĩ 3 lót nó đánh khoảng bao nhiêu? 1.000 thôi. Đừng có tưởng nó đánh nhiều, nó đánh thì khoảng 1.000 đồng thôi. 3 lót thậm chí đi vô 6 lót thì khoảng 1.000.
có 170 đô, nó lời 3,000 mấy đô một người tiêu đâu. Nó tố liên tục phá cảnh động á, lại tố tiếp phá những lúc nó tố full lên, nó nhìn lại cái lệnh nó thấy 8 gấp mấy, nó chỉ thua có 170 đô thôi. Mình đánh nhưng mà chỉ phải đánh như vậy, cho nó ăn, cho nó thật là ít, nó ăn mình á, mình hạn chế tối đa, tao nghèo lắm, ăn như đó đủ rồi. Mô hình thứ hai nữa, thôi bây giờ như này để mọi người nhớ bài cho lâu này. Cái xe 7 á, một xe 1, xe 5, mình hốt lợi khi nào? Đó là vấn đề quan trọng, không có cãi thị trường à. Vô thị trường xong, mình hốt lợi khi nào? Hoặc mình theo tiếp tục nó khi nào? Đó là vấn đề quan trọng, mình thấy từ xưa giờ không ai hỏi câu đó. Cái đó là cái câu hỏi thường phải áp dụng, áp dụng hàng ngày, hàng giờ luôn á. Xảy ra trường hợp đó, mình cắt thì kịch, mình cắt tay cắt là tức liền, mình rất là nhẹ nhàng. Mình phải biết điểm thoát lệnh, vô một lệnh xong á, mình biết rồi chuẩn bị nè, ta chốt lời chỗ nào, ta cắt lỗ khi nào và tao tố thêm khi nào. Bài vỡ phải chuẩn bị đầu sẵn, à nó chuẩn bị bài rồi mình được rồi. Mày cứ theo video video đó, bài vỡ là sẵn sẵn ở tay rồi mà. Mày chạy đâu, tao có bài vỡ tao đo tao đối phó với mày hết trơn á. Không chạy đâu khỏi bàn tay đâu hết trơn á. Mình dùng xe 7 người nào, của thằng nào? M5 á. Giả sử không, mình đang vô lệnh đó. Mình vô lệnh bằng M gì? Ví dụ M15 đúng không? Mình chỉ, nó giả sử nó đi ngược chiều, đi đúng chiều không nói tới nè. Mình chỉ canh M15 mình thoát lệnh đúng không nè. Tại thị trường nó đi xuống, nó đi lên, nó đi cùng chiều với mình. Mình mở M15 để mình đóng lệnh. Mình đặt tình huống xấu là nó đi ngược chiều, để mình thoát chứ, hạn chế thua lỗ. Đó là cái mấu chốt vấn đề để mình mua. Mình không cho nó ăn, mình đã nói rồi, mà kịp nó ăn theo nhiêu đó thôi. Nhưng mà quan trọng mình phải có cái điểm này cho đúng, cái đúng mà cơ hội nó đi còn 60% là mình có thể ok rồi. Mặc dù có thể sau khi mình sót xong mình thoát lệnh xong, nó đi tiếp con đường của mình vẫn đừng bao giờ tiếp. Trò chơi đó là vậy, cái gì có cái xác suất đó, mình chọn cái xác suất nó lớn hơn là mình ok. Thế nhưng mà một câu hỏi là mọi người là không gần là không biết luôn, cái đó là cái dở nhất. Đánh là mình không biết mình thoát lệnh lúc nào, nó cắt lỗ khi nào nè, là nó thiệt là một cái dùng cái từ chính xác là gì, giống như mình cho đem tiền cho mà kiện nó ăn vậy. Không có cho nó ăn, mình cho nó cái khoản nào mình cần thiết thôi. Đây nè, mình ví dụ là rõ ràng luôn nè, cho mọi người nhớ cái bài vở này, mà nhớ không bao giờ quên nè. Đây nè, đây là thị trường nè, nó tại C7 nè, đúng như nè, là bán xuống đúng như nè. Sau khi bán xuống xong thì đường nó xuống không? Mình thoát lệnh khi nào? Đừng bao giờ để chết ở đây nghe. Đừng bao giờ để chết ở đây nghe. Cứ tiếc để nó không biết cách thoát chết thì sẽ chết ở đây nè. Còn chết đòn cản nè. Con mạng lắm. Không có đúng chuyện để mình cho nó ăn kiểu đó. C7 này nè, mình đang ứng dụng thằng M30 nè, đúng như nè. Mình sử dụng cũng chính cái thằng đó, M30, mình thoát lệnh đó. Tại C7 mua hình thằng nào, mình sử dụng ngay mua hình thằng đó mình thoát lệnh. Mình sẽ đóng lệnh ở đây nè. Cái thằng đến này nè. Tại sao vậy? Chính cái thằng này nó phá cái mô hình C7 của mình nè. Cái thằng đến này nè, nó xuất hiện, nó đóng trên cái giá cao nhất của cái thằng C7 nè. Nó đóng nến, nhớ là đóng nến nha. Mặc dù cái nến này nó có thể nhảy lên như xuống, nhưng mà mặc dù lên tới đây, nhưng nó đóng nến vẫn dưới thằng này, mình yên tâm, mình giữ lại. Mình nên đi theo thị trường để mình ra lên vô lợi mà, ngồi máy mà. Nó nhảy lên đây, nó đi xuống lại, nó đóng dưới nến thằng trắng này thì yên tâm, thị trường vẫn tiếp tục đi xuống. Nếu trường hợp xuất hiện một cái nến nó đóng trên giá thằng này, làm ơn coi giờ chạy đi. Mình có treo ngay đây, cắt ngay đây,
chưa nói đồng nữa. Nó không, mình không cho nó ăn nhiều. Mặc dù mình thấy thị trường đi xuống thì tiếc, đừng bao giờ tiếc. Cái mô hình C7 này vậy, mình ứng dụng thằng nào mình nhớ mình luôn đi theo thằng đó. Nến bao nhiêu mình sử dụng chính bản thân thằng đó mình đắp lại, mình cắt lại, chốt lời thì chuyển qua trạng thái dùng C7, dùng C7 C1 thấp lệ. Ngày hôm qua mình thấp lệ nguyên giá 1302, 1301 là tại vì cái cản nó là 1301. Ngay nguyên giá 1301 nó cũng tạo thành C7 luôn, 2C để cho chúng ta thấp lệ, thì chúng ta thấp lệ cái đó là rất là đẹp. Đúng chưa nè? Mọi thứ thì nhiều C ủng hộ chúng ta thì chúng ta cứ mạnh dạn mà chơi. Theo mọi người nghĩ cái chỗ này nè, xuất hiện trường hợp này nè, nó có đáng để chúng ta sell không? Có một vấn đề câu hỏi nữa. Chúng ta không thể máy móc được. Cái chỗ này nó xuất hiện nè, ba cái nến là tạo C7 nè, cho chúng ta sell nè, chúng ta có sell không? Nhìn tổng thể này, cái nến trắng lớn này và nghĩa nó này, nó thuộc loại mô hình C7 gì? Hả? Mọi người có nhớ không? Hả? C7 phát triển này, nó làm cái mô hình C7 phát triển là nó báo thị trường nó đi lên. Thằng C7 này cơ bản nó báo xuống, hai thằng nó đang đối chọi với nhau. Thằng báo lên, thằng báo xuống, vô lệnh lệnh là cái gì? Chẳng qua cái này mình ví dụ để mình cắt cho mình thoát lợi thôi. Thực sự khi thị trường xảy ra trường hợp như thế này, mình cái tranh bay là chủ yếu. Một, nó sẽ tạo mình mô hình C7 phát triển. Hai, C7 cao cấp. Ba là C7 BT để mình vô lại thị trường, vô bay lại thị trường. Thực sự là mọi người cứ 10 cái nến, 10 cái mô hình C7 mà cứ thuộc lòng đi. Khi nó chạy mình phải học dần này, nó tạo cho bảy gì này, đây này, mình sẽ học tự nhiên nó làm bắt đầu nè, mình biết hết nó về đây, mình đọc cái thị trường mà đọc đến nó tạo cho bảy gì. Mọi người đừng có nghĩ là mình đọc bộ sao nguyên, đọc sao mà hay cái gì, không đọc sao biết thị trường nó tăng hay giảm như này, không phải tăng, tại mình theo C7 mình nghĩ về nó, mình hiểu nó, mình đoán về nó. Nếu nó thỏa mãn điều kiện thế này thì mình vô lợi, không thỏa mãn điều kiện này thì mình chạy ra. Bắt tay không có, thậm chí cái tài liệu này mà không có cái gì hết trơn á. Mình không có giữ cái gì đâu, máy tính của mình á, để mọi thứ đều mình nhớ tất cả, nó nằm trong này hết trơn này nè, nó nằm trong, nó ăn trong đầu của mình hết trơn rồi. Tại mình nhìn thị trường á, thật sự nó là gì, mọi người cứ thuộc lòng cái 10 cái mô hình C7, mình đón thị trường lại. Giả sử mình là hình mình không còn lợi thì mình chơi thôi, mình xem này. Giả sử nếu là mình với demo ơi, thằng này nó tạo xe, thằng này này nó lắp xuống hay chưa, thằng này nè bây giờ đó này nó xuống hay chưa, hay thằng này nó xuống hay chưa, mình tự mình chỉ phán đoán với mình. Nhìn nó thế này nè, rồi thằng nào xuống thằng nào không xuống, mình phải đoán trước đi. Giả sử mình chơi thằng này giống như nó ghê vậy, EU nè, EU nó chuẩn bị tăng này nè, đúng không mọi người? EU này chuẩn bị tăng này, gặp trường hợp này trong phiên Trung, trong phiên Âu nhất bài liền, mình nhất bài liền. Tại sao mình bài? Đúng rồi, thằng C1 này, trước mắt là thằng C1 này, mình có bài nó, mình cúp lót ở dưới này nè, cũng chẳng thua nhiều chưa, bài ở đây đúng không? Đây là cái C7 này nè, đây là hình thành đây nè, mình bài nó tức là được 2 C ủng hộ nè. Cái C1 mà này là C7 nữa là 2 nè. Mình nhận dạng, mình quốc đường lệnh bài lớn cũng được, cúp lót như này, thật sự thua 7-8 biết. Nó nhá, nó cắt, mình cho nó cắt, vui vẻ cho nó cắt. Làm sao biết nó đúng hay nó sai, thì đường mà. Nhưng mà cơ hội nó còn lớn hơn, mình ăn chứ rất là đẹp. Mình nói là nhà nó bấm game nè, rồi lát nữa EU nó tăng nè. Tăng,
thì mình thoát khi nào? Thoát đóng dưới này mình chạy nè, đóng trên này lại tôi tốn tiếp. Em ơi, đóng trên, tốn tiếp lệnh nữa. Đó, mình ngồi mình rất là mình cứ bình thản, mình coi cặp nào cũng thỏa mãn những cái điều kiện của mình là mình đánh thôi.